Đàm Vĩnh Hưng trấn thành vì báo Công an Nhân dân điểm mặt. Ông lớn tuyên bố nam MC chưa đủ tầm làm nghệ sĩ. Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán nhiều về đoạn clip trấn thành thị phạm cho thí sinh ở game show Ca sĩ thần tượng sẽ không có gì để tranh cãi nếu trình độ của nam MC đủ để làm điều đó. Đáng tiếc là ngược lại, dư luận cho rằng kỹ thuật hát của Trấn Thành còn hạn chế, thậm chí thua cả thí sinh. Một lần nữa, việc Trấn Thành được mời làm giám khảo cuộc thi hát khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Nhân lúc nam MC đang vướng ồn ào, các diễn đàn mạng xã hội rất tích cực bàn tán về chuyện này. Có người khuyên Trấn Thành nên nhường lại suất lên hình, làm giám khảo cho người khác có đủ chuyên môn, trình độ hơn mình. Tối ngày 11 tháng 4, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long gây chú ý khi đăng đàn bàn về đoạn clip của Trấn Thành. Anh hài hước viết, coi các clip Trấn Thành thị phạm dạy thí sinh thi hát mà sang chấn tâm lý, muốn gọi xe cấp cứu. Biên tập nào mời anh Thành làm ban giám khảo, chắc có ân oán gì dữ lắm. Chưa ghét bỏ hình tượng, ai nỡ gây ra chuyện động trời như vậy. Dưới bình luận, Nguyễn Ngọc Long cho biết anh cảm thấy ngại thay cho Trấn Thành khi xem được clip thị phạm đó. Hay rất nể anh Trấn Thành, cái gì cũng làm được, chỉ có ngại là anh chưa biết. Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Long nhắc đến Trấn Thành trên trang cá nhân của mình. Trước đây, chuyên gia truyền thông này từng gây sốt với màn nhận xét thẳng thật về ồn ào bao rạp chiếu phim hay vụ từ thiện của Trấn Thành. Nguyễn Ngọc Long là một trong những chuyên gia truyền thông xã hội có uy tín ở trong nước. Có 9 năm phụ trách truyền thông ở FPT, Thế giới di động, đứng sau nhiều chương trình nổi tiếng. Năm 2013, Nguyễn Ngọc Long sáng lập truyền thông Trăng Đen, đứng đầu câu lạc bộ những người yêu thích truyền thông xã hội đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Long thường xuyên chia sẻ quan điểm về những vụ việc nổi trội trong xã hội và nhận được nhiều sự đồng tình của dư luận. Vừa qua, báo Công an Nhân dân có bài viết gây chú ý khi nói thẳng, nói thật về Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành. Tiêu đề bài viết là Nhà vua, chú hề và câu chuyện nghệ thuật, mượn truyện ngắn của Adesan có tên Bộ quần áo mới của hoàng đế để bàn về chuyện của giới showbiz thời gian qua. Tác giả là nhà báo Hà Quang Minh, một trong những cây viết nhiều kinh nghiệm được biết đến nhiều. Bài viết được xuất bản trên cả báo giấy lẫn báo mạng. Đầu tiên, nói về Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo này nhận xét anh là một ca sĩ làm nghề nghiêm túc, có đầu tư, trọng chữ tín và rất hào phóng. Tuy nhiên, tất cả những thứ Mr. Đàm làm là chưa có tính nghệ thuật mà chỉ đơn giản là giải trí. Xoay quanh tranh cãi hai chữ nhà vua vì dư luận quá mạnh mẽ mà Đàm Vĩnh Hưng phải đính chính đổi lại tên. Dù vậy, theo Hà Quang Minh, điều này vẫn còn khá lấn cấn, nghe thì như Hưng vô can và đầy tinh thần cầu thị. Nhưng những ai từng làm việc với Hưng đều hiểu chỉ có Hưng bảo ai đó làm gì, chứ mấy ai có khả năng bảo Hưng phải làm gì. Và cái hình ảnh chiếc vương miện trong tấm thiệp mời thì vẫn còn đó. Nó cho thấy mong mỏi được xem là vua chính là của Hưng chứ không chỉ đơn thuần là sự tôn vinh của người hâm mộ dành cho anh. Còn về Trấn Thành, tác giả bài báo thừa nhận anh thông minh, nhanh nhẹn và đạt nhiều thành tựu đáng gờm. Thế nhưng, kể cả nhà bà nữ, bố già có thành công như thế, thì Hà Quang Minh đánh giá nó vẫn chưa đủ để gọi là tác phẩm nghệ thuật, mà vẫn chỉ là giải trí đơn thuần. Và bản thân Thành cũng chưa có một vai diễn để đời nào để vượt qua định danh về mình là một danh hài, một MC cả. Mà một khi chưa có tác phẩm nghệ thuật, dứt khoát không thể tự nhận mình là nghệ sĩ. Cây viết của báo Công an Nhân dân viết, tác giả cho rằng phát ngôn của Trấn Thành là không ổn, nhất là khi anh chàng đã có đủ danh vọng, tiền tài. Ngày nào cũng có áp lực, nhưng đâu phải ai cũng đăng đàn yêu sách, đợi cộng đồng thông cảm như vậy. Bài viết này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận. Đám đông một lần nữa cảm thấy hả hê khi có người lên tiếng nói đúng là vào vấn đề khiến họ bức xúc thời gian qua, hàng loạt bình luận dành lời khen cho tác giả bài viết. Đây không phải là lần đầu tiên báo Công an Nhân dân có bài đăng nói về giới nghệ sĩ, đặc biệt là những giọt nước mắt, những lời kể lể của Trấn Thành. Dư luận cũng mong chờ xem nam MC sẽ làm gì, phản hồi như thế nào khi liên tục bị báo chí rếu tên, chê trách như vậy.